Sao Mira không nói chuyện? Con đốt điếu cần để chúng cho di lạc. Cảm ơn người đã ban quần áo con đang mặc, chén cơm con đang ăn. Con cần con đang cắt cuộc sống con hôm nay. Con cảm ơn đã để mắt tới con. Cuộc sống này có bao nhiêu điều đẹp, nhìn đi đâu cũng đẹp, từ cây bông cho tới đôi dép cây đẹp, nhà đẹp, ngoài đường các em gái chạy xe trên đường Nguyễn Trãi e thẹn nhìn con. Con đang được bay, bay như người say, quên hết cuộc đời. Nếu như con chết đêm nay, con phải hút cạn điếu này, nghe một bài nhạc thật hay, tận hưởng đến giờ cuối cùng mặc kệ rượu cay. Một điếu cho anh em người cùng con người sinh ra tử, một điếu cho cha mẹ tội bất hiếu này có tha thứ, một điếu tình cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại trước bàn thờ khi con mơ. Phật phù hộ độ trì cho con, chạy một vòng ở Cần Thơ. Con muốn an toàn, không bị cướp, không bị phạt. Con muốn tiền con muốn mình được thanh thản, không muốn nó phiền con. Rồi khúc này à. Cảm ơn Vi. Xin đến trên nghe lời cầu xin. Cậu chỉ mong cầu hạnh phúc cho người anh, cho người em, cho người bạn của lão đại hóc cùng nhau. Một điếu cho anh em người cùng con người chơi điện tử, một điếu cho cha mẹ tội bất hiếu thì khó tha thứ, một điếu dành cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại trước bàn thờ khi con mơ. Bạn này thấy ghê quá. Khúc này độc chế luôn nha, hết biết rồi. Biết có nửa điếu à. Ông máy thì tắt đi. Cầu trời công phật cho anh em con an toàn, một lại xin đất cho cha mẹ con bình an. Nam mô cúi đầu, con không muốn sống lâu, con chỉ muốn xin người lắng nghe, đây là con khẩn cầu. Một điếu cho anh em người cùng con người chơi điện tử, một điếu cho cha mẹ tội bất hiếu nên khó tha thứ, một điếu dành cho trời, một điếu dành cho đất, một điếu dành cho những người lại trước bàn thờ khi con mơ. Ta tự chế luôn á, quá dữ.